Ừ, rồi lúc nãy em có nghe cái nguyên tắc này chưa? Nhớ nguyên tắc này không em? Ừ. À, cái IA tức là ở đây á, cái nhóm Y á thì giống như là Y mà nó là từ vựng mặt mẫu, nó là vựng mẫu, nó từ hai thanh hai hai cái ký tự hai, tại vì cái vựng mẫu thì mình coi đây, mình có phân biệt nè, có một ký tự gọi là vựng mẫu đơn đúng không, còn hai ký tự gọi là vựng mẫu kép ha, rồi ba ký tự thì là đa vựng mẫu, tức là nó từ hai trở lên, nó có thể là một hai ba bốn đúng không. Thì bây giờ á, vựng mẫu mà IA đúng IA thì mình y thì mình sẽ có gì, IA IU IA O không đó. Ngoài ra thì ở trong cái bảng mà bảng bảng ghép âm tổng thể á, nó có ghi hết ha. Thì những cái mà thanh mẫu giống như vậy nè thì nó chỉ ghép được á, mà có chữ y ha, nhưng mà nhớ chỉ có chữ y không thì nó lại ghép được hết với cả hai nhóm này, nhưng mà y mà nó có thêm một cái vựng mẫu ở phía sau nó nữa thì mình cứ nhớ là nó có thêm thôi, là thêm một hay là thêm hai cũng vậy luôn ha, thì nó sẽ chỉ ghép được với chữ z mà không ghép nhớ, ghép được với nhóm z mà không ghép được với nhóm z. Hiểu chỗ này chưa, hiểu chỗ này chưa em? Ừ. Rồi, vậy bây giờ ví dụ chị hỏi em nha, chữ chia thì nó sẽ là phiên âm nó như thế nào? Em có thể nói là chia, em có thể nói hoặc là gõ cũng được. Chữ chia là phiên âm như thế nào? Nó liên quan đến cái mình vừa học luôn á. Chia. Chia. Rồi đầu tiên là nó cũng sẽ có z z với l. Đúng rồi ha, đúng là chữ z ha, z e a ha là chia, đúng rồi đó ha. Tại vì ở đây a mình sẽ nghe chữ chia, chia mình sẽ giống giống như âm gì, âm z với là âm z không? Mà z cái này chia cái này nó không có độ cuốn lưỡi cho nên nó không có thể nào là z ha. Mà một là nó có thể là z hoặc là z đúng không? Mà mình vừa học nguyên tắc đó là e a ha, e a thì là nó ghép chỉ có ghép được với z thôi, đúng rồi ha. Đó là mình ứng dụng cái nguyên tắc này vào cho nên mình nhớ cái chỗ này ha. Cái chỗ này thì sẽ rất là dễ bị lộn, giống như chữ này chiều nè hay là chiều nè thì mình sẽ không biết là nó là chữ z hay là chữ z đó. Thì khi gặp cái nguyên tắc này mình sẽ ứng dụng cái nguyên tắc này để mình, cái cách nhớ này để mình nhớ ha. Rồi rú trống trình tủ cho gọi là pinyin biểu. Như Quỳnh, em đọc cái bảng phiên âm này nha.
Rồi, U hai chấm N đọc sai. Sao sao nghe nó cũng 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 được nhưng mà nó chưa có rõ âm lắm ha. Uân uân à, lộn lộn, uân uyên, cái này là uyên miệng, đúng rồi, uyên hả. Rồi rồi nãy giờ quên ha. Mọi người bật cam lên nha, bật cam lên để mình dễ tập trung hơn ha, chứ 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 chị mà gỡ tắt cam là lát hồi học rồi mà không có tập trung rất là dễ buồn ngủ ha. Mình mở cam lên để mình tương tác, nó sẽ học mình tập trung dễ dàng hơn ha. Rồi rút xuống xin tốn. Vậy rồi muốn nói tôi ở nhà nói sao em? Cái từ viên âm lúc nãy mình em mới viết luôn đó. Đúng rồi, chia chia. Tôi ở, ngồi tại gia. Để gia là cái chữ này luôn nè, cái chữ là đây viết ở đây luôn nè. Là ngồi tại gia là tôi ở nhà ha. Còn nếu mà nói ngồi gia thì nó là khác nữa nha. Ngồi gia thì là nhà của tôi. Ủa, chỗ chỗ này thì cái nó ngược với tiếng Việt. Tại vì tiếng Việt như là nhà tôi đúng không? Nhưng mà tiếng Trung thì thường là tôi nhà không à. Hoặc là điện thoại của tôi, của sổ chí hả. Hoặc là mình có thể thêm chữ tơ hoặc là không. Cái chỗ mà thêm chữ tơ hay không á thì nó cũng giống tiếng Việt, giống như là nói là nhà của tôi hoặc là nhà tôi đều được, thấy không? Mình có thể rút ngắn cái chữ của cũng được. Nhưng mà ở cái phần mà nói là nhà tôi á, thì nó bị đảo ngược lại trong tiếng tiếng Trung ha. Nó khác với tiếng Trung chỗ đó, cho nên nhiều khi mình nói cứ nói theo cái cách tiếng Việt, nó nói là nhà tôi là cha của không, thì nó thì cái chỗ này mình phải nhớ là mình phải đảo ngược nó lại ha. Rồi học chính hưởng chính tố. Khoan khoan khoan, mình qua cái slide tiếp này mà em. Ok vậy. Như Quỳnh rủ xuống, em thấy cái slide cái tên chưa? Vậy hả? Vậy là chắc bên em nó lắc hay sao á? Rồi thôi vậy với Quỳnh đọc trước đi ha, chắc bên em nó lót nó hơi chậm á, để chút xíu nó nhảy qua ha. Rủ xuống xin tố. Vậy hả. Chắc mạng nó bị chậm á thằng ơi. Chắc mạng nó bị chậm á. Rồi rồi bị out luôn rồi, là mạng bị lắc rồi. Rồi bây giờ mình đến cái phần lúc nãy em bị thiếu cái khúc đầu tí xíu ha, thì chị nói lại chút xíu luôn ha. Nội dung hôm nay mình học á, sẽ gồm 3 phần ha. Tại ở đây hôm nay mình cũng chỉ có hai người cho nên mình học một tiết là xong ha. Ở đây thì mình sẽ học tại vì bộ tốt đến bộ quỹ nó chỉ có còn vài bộ nữa thôi. Sau đó mình sẽ học phân biệt những cái từ mà nó có cái nét tương tự ha. Tại vì có những cái mà nó thiếu một chấm nét thôi nó cũng thành chữ khác, cho nên mình cần phải học để mình biết có khi mình gặp cái từ đó mình cẩn thận hơn là biết nó là cái nét nào. Rồi. Chị Hận tiếng tao mà nghe nghe rõ không à, Hằng? Giờ nghe được chưa em? Đúng rồi, đúng rồi. Em thấy cái bảng này chưa?
À rồi rồi. À rồi, giờ sẵn đọc lại cái phần em, giờ em thấy cái phần ôn tập đọc tên chưa? Ha. À, xin tố. Họ cái chữ này em ừ bị lộn ha. Là chữ duy nha, đọc đọc cho nó rõ âm. Duy. À, hạ lý duy duyệt chống. Duy duyệt ha, cái nó giống như chữ giờ của mình á, thì nó không có bo tròn cái miệng bằng cái chữ này ha, cái này nó phải bo hơn à, tại vì nó sao nó bị chữ u ảnh hưởng á. U này là u hai chấm cho nên bản thân của nó là phải bo tròn cái miệng lại không, cho nên nó gặp cái chữ, nếu mà thường em đọc em nhớ là chữ giờ ha, giống như y đi số 1 đi thì nó đâu có cần, nhưng mà ở cái phần này á do nó bị chữ u hai chấm ảnh hưởng á cho nên cái miệng của cái âm này nó phải bo tròn hơn, thành ra mình phải để ý cái chỗ này á, khi mà nó gặp cái âm này nó sẽ đọc khác hơn mình nghĩ chữ khác, giống như cái chữ mình đọc chữ da đi, da thì mình thấy khi mà âm này nó giống như đọc như âm giờ luôn đúng không, nhưng mà cái chữ này đừng có đọc là vua ha, đừng có đọc là vua mà nó là duy duy à, miệng mình em phải chu được vậy thì âm em ra mới đúng. Nhớ chỗ chỗ này nha, chỗ này là mình đọc đi đọc lại rồi cũng cũng có mấy bạn ưa bị sai chỗ này lắm. Học xin tố cho cơ san chữ. Đây. Ừ. Đó cho nên mai mốt mình gặp mà chữ y với u chứ mình nhớ chậm lại chút xíu nha, tại vì cái này á, nó là u hai chấm á, nhưng mà nó ngụy trang kiểu Úc đúng không, nó không có thấy hai cái chấm ở trên cho nên là mình không nhìn ra nó, mình tưởng nó là u nhưng mà thực chất á, nó là u hai chấm ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái phần viết chữ ha. Rồi, phần đầu tiên ha là cái bộ này là bộ túc ha, túc. Đây ha, rồi túc là túc ở đây là cái chân ha, có cái khẩu trước rồi. Thường mình để ý á, giống như cái chữ chữ trù nè, chữ trù là chạy hoặc là đi ha. Thì mình thấy nó cũng có cái gì đó, cái này giống như cái chữ nhân đúng không, nhân thì giống như cái gì, con người hai cái chân vậy, thường những cái này á, thì nó sẽ liên quan đến gì, cái hành động là có cái chân là đi hoặc là chạy, chỉ chủ này á, thì là cái gọi là cái bàn chân, còn cái trù này nó là cái hành động đi hoặc là chạy à. Đó, mình để ý cái từ này đó là nó có cái từ tượng hình nó mang cái ý nghĩa đó, thì khi cái bộ chúc á mình sẽ có thêm một cái cách viết nữa à, ở đây. Và thường cái từ này á, bản thân nó đứng một mình thì nó không có chữ nha, không có viết theo cái kiểu này, một là nó chỉ viết theo cái cách thứ nhất là cái từ ở đằng đây thôi, còn viết theo cái kiểu ở trong ngoặc á thì là nó sẽ là một bộ thủ, mình coi nè, nó đứng ở bên trái nè đúng không, đó nó đứng bên trái, thường cái bộ này thì nó chỉ đứng bên trái chứ nó cũng, hoặc là nó là một bộ phận của một cái từ nào nó cũng là vị trí ở bên trái luôn. Rồi đầu tiên cái chữ đầu tiên thì mình cũng có là cái chữ của cái bộ thủ của bộ túc này luôn ha, rồi mình viết vào. Rồi thứ hai là cái có cái bộ nhân nè, rồi cái chữ túc. Đó, đó là chữ túc ha. Cái từ thứ hai thì nó cũng ít xài lắm cho nên thôi mình khỏi chép cái từ kế tiếp này ha, cái từ này nè mình khỏi. Rồi mình tới chữ tiếp theo, chữ thảo ha. Thào là gì? Là chạy ha. Cái chữ này trù thì nó là có thể là đi ha, còn cái thào này là chạy luôn ha. Giống người ta nói là thảo phu. Thảo phu là gì? Chạy bộ ha. Thì cái bộ của nó sẽ là cái từ ở trong ngoặc ha. Cái chữ này nó cấu trúc chút là trái phải, cái chữ này bên đây là cái gì? Là chữ bao ha. Bao là cái gì? Nó cái bao hay là bánh bao đều dùng được là bao. Rồi, là cái bộ này nha. Cho nên mình để ý á, thường những cái từ mà nó đứng ở bên, nó làm một bộ thủ ở bên tay trái, nó kết hợp với những từ khác nữa thì là nó là cái từ ở trong ngoặc ha, là cái từ thứ hai.
Từ thứ nhất thì thường nó sẽ đứng ở bên phải chứ không đứng bên trái. Đó là cái sự khác biệt của hai cái từ này. Hạ thầu. Rồi, tiếp theo ha. Tiếp theo là cái chữ này là cái lu. Lu là con đường ha. Con đường thì cũng phải là dùng để đi ha, cho nên nó cũng có liên quan, thành ra nó có cái bộ là bộ túc. À, lu à. Như chữ mã lu đi, chữ mã ha, mã lu nhớ chữ mã không, là chữ mã ha, mã lu là đường xá. Mã lu. À, mã lu. Bên bên nhà hàng cái mạng yếu á hả em hả? Em ở ở ở ở quê em về nhà đúng rồi, ở Bình Dương rồi phải không em? À, nhiều khi bị chậm đúng không? À. Tưởng tưởng ở Bình Dương nó xa, nó cũng như nó cũng tùy ha, cũng tùy mạng. Rú xuống, xí hò lắm á. Rồi, họ nó xin ra chi chi. Bên bên như Quỳnh tối vậy em ngồi đó em học em thấy đường không? Có hư mắt không em? À đi miền người sáng. À vậy hả? À. À. Tưởng ngồi tối quá dễ hư mắt. À, bây giờ mình đến chữ sinh ha, sinh thì là sinh. Sinh thì là thân thể ha. À, ở đây nó móc lên ha, rồi ở đây có hai. Thành ra cái này kéo lại rồi kéo xuống là chữ sinh ha, sinh là sinh thì ha. Đây là thân thể ha. Cái gạch này mình có thể dài qua chút xíu luôn cũng được ha. Đằng đây thì nó không nó sao. Đó, là chữ sinh ha. Bộ cái bộ này vừa là có từ luôn ha, là sinh thì chữ sinh. Thường cái bộ này mình thấy nó đứng đầu, nó đứng bên tay trái ha. Thường đứng bên tay trái. Chữ kế tiếp ha, là chữ sơ ha. Sơ. Sơ, sơ là gì? Bắn ha. Giống như là à, bắn súng ha, hoặc là mình bắn cung á, đó, bắn cung giờ cái này sơ. À, chữ này chữ thần, thần là gì? Giống như mình nằm nằm xuống nghỉ ngơi ha, là nằm đó, nằm là chữ thần ha. Thì mình nằm đương nhiên là phải dùng cái cơ thể đúng không, cho nên thành ra cái bộ của nó là phải là cái bộ thân là vậy ha, thân là thể ha. Khi mà mình học á, mình nét giống như cái nét này nha, cái nét này mình viết vậy nha, nhưng mà khi mà thực tế người ta viết á, nhiều khi người ta viết cái dạng cái kiểu chữ dạng như cái nét chữ ha, thì có những người ta dựng viết vậy nè, ở đây tức là người ta bo ở đây góc vuông rồi kéo xuống vẫn được nha, vẫn được chấp nhận. Khi mà mình coi là những cái giống như mình coi những cái phông chữ của mình, nét chữ á, thì nó có đôi khi nó có khác tí xíu à, nhưng mà những cái trường hợp này thì cũng được ha. Nhưng mà có một số tại vì do nét chữ Trung Quốc á,
những cái trường hợp là giáo viên mình thêm nó cũng sai ha. Thành ra nói cho mình biết luôn để mình đốt mình thấy những cái chữ ta viết như vậy là nó không phải là sai, nó cũng tùy tùy loại chữ ha. Rồi tới tới chữ ha. Tiếp theo ha. Rồi cái chữ này ha. Ẩn mình ha, trốn đi ha, tủa sinh là cái tủa. Cái nét 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 này bên đây nó đúng không? Hơi bị lệch cái tay chút xíu. Rồi, chữ này là chữ truy ha. Tiếp theo là chữ truy ha. Truy là ở đây mình sẽ nhớ là bốn đặt nha ha. Ở đây nó sẽ có một cái chữ khác nè, cứ giống như chữ này thì có ba gạch thôi, là nó khác cái chữ truy nha. Cái này là chữ, này là chữ chu ha. Chu là nó cũng ở, nó tương đương với chữ chữ trai, nó giống như chữ trai vậy. Nhưng như chu là ở, là mình cư ngụ luôn, tức là mình ở lâu dài một nơi luôn. Còn chữ trai là mình lúc đó là hiện tại, lúc đó cái thời điểm đó mình chỉ ở đó tạm thời thôi, thì gọi là chữ trai ha. Còn cái chữ truy này là nó có bốn gạch, còn nó khác cái chữ chu ở đây chỉ có ba gạch thôi, cho nên mình để ý chữ này nha. Nhiều khi mình giờ mình kỹ mình tưởng hẳn là hai là một, mình đọc theo cái chữ đọc nhìn thấy cái chữ này chữ truy mà mình đọc chữ chu là sai nha. Vậy thì trong cái chữ này á, nó dùng cho cái chữ là chữ sủy nè. Sủy ở bên đây là bốn gạch nha, nhớ là bốn gạch chứ không phải là cái này viết đúng thì nó sát đây luôn mới đúng không hả. Còn cái chữ chu thì thường người ta viết ở mình không có sát đâu, mình viết r ra vậy ha. Đó, cho nên nhiều khi mà mình viết bị sát với cái mình giờ là giống như nguyên tắc đúng của nó là nó không bị không sát lên với cái chữ nhân nè, nhưng mà cái chữ truy này thì nó sát vào. Bộ này thì là bộ ngôn ha. Đó, là chữ truy, cái này là sĩ ha, sĩ là ai ha. Rồi, thì cái đối với cái bộ truy này thì cái vị trí nó cũng rất là phong phú ha. Nó nằm bên trái nè, bên trên nè, bên dưới cũng được luôn ha. Bên trái, bên trên, bên dưới. Rồi, đến với cái từ này nữa ha, là cũng có cái bộ truy. Đây là chữ mộc ha, cái này là chỉ ha. Chỉ thì có nghĩa là tập hợp, tập trung ha, số chỉ. Cái chữ này viết hơi xấu ha, mình viết lại cho nó rõ ràng hết. Đó, mình kéo cho nó sát từ bên này qua luôn ha. Đó, là chữ chỉ ha, số chỉ. Có thể là chỉ toán là tập đoàn, nghĩa là tập là những cái gì mà nó hợp lại với nhau, gọi là chỉ tập. Rồi tiếp theo cái chữ chui ở đây.
À, chiên hở hào là má. Rồi mình tiếp nha. À, rồi tới cái này là treo hả? Treo là xiang treo, tức là chuối hương á ha. Ở dưới là bốn chấm thủy. Nhớ bốn chấm thủy thì sao? Nhớ bốn chấm thủy không? À, rủ trưởng, bốn chấm thủy bây giờ nó cái nguyên tắc chấm của nó như thế nào? Một hướng hết bên tay phải hay sao? À, đúng rồi, hạ chân chè hảo anh hảo. À, thường cái nguyên tắc của bốn chấm thủy là vậy nha, nhớ nha. Chao hả, sáng chao hả, là chú hương ha. Có ai thích ăn chú hương không? À, chị hẳn sĩ hoan sáng chao mà. À, sĩ hoan, ô, hẳn hào, hẳn hào, nhớ rồi không? Đó, mình trả lời thì mình nhớ, của sĩ hoan ha. Đó, đó, mình dùng lại cái động từ đó. Người ta hỏi động từ nào thì mình trả lời bằng động từ đó. Oh, sorry, sorry. À, bây giờ là tiếp chữ này ha. Cái bộ này của ký tự hôm trước mình cũng có học rồi ha. Rồi cái bộ này của Thảo là cái này là quan quan thủ, quan thủ là đồ họp á. Thì ở đây nó có cái bộ truy ở đây à, nằm bên dưới à, cái này chữ quan ha. Cấu trúc của nó lại cấu trúc trái phải, nhưng mà ở bên bên phần này thì nó gồm có cái bộ của nó thì nó ba bộ phận, nó hơi hơi nhiều à, cho nên vừa cái chỗ ô nó cho nó cân đối, cho nó cân đối kiểu. Cho nên trong tiếng Trung á, tại sao á, là người ta lại dùng cái ô ô to là vậy, tại vì có những cái từ nó nét nhiều lắm à, mà mình viết không quen, mình chưa có canh được, nó viết một hồi là một tù luôn, không nhìn ra được cái chữ gì, đúng không? Hoặc là mình phải giãn ô nó ra thì cái chữ nó thành thành ra nó lại rất là kỳ. Rồi mình tiếp ở đây ha. Rồi bây giờ mình tới chữ ngư nha. Ngư là cá ha. Đây là chữ cá ý, à. Là cái chữ này hành 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 nhớ nha, là đọc là ý nha, chứ đừng có vũ hành ý. Đây mình cứ móc vậy rồi chữ này là chữ điền nè, à, ý ý là ngư ha. Cái nó là vừa là bộ vừa là chữ luôn. Ừ, cái chữ dưỡi thì nó sẽ là có cái vị trí là bên bên trái ha, bên phải luôn, bên trên bên dưới họ họ là nói chung là trên dưới trái phải đều có hết rồi. Khi mà ba chấm thủy à, ở với cái chữ dưỡi này à, cái này là sẽ liên quan đến nước rồi đúng không? Nước hoặc cái này là ngư dân đó, là dưỡi đỉnh là chữ này ha, kéo lên. Rồi, tiếp theo là cái chữ cái bộ của nó, bộ bên trái là chữ ngư. Rồi cái chữ này là chữ giãn ha, chữ giãn là con dê là dương á, thì nó sẽ là chữ này là chữ xiên. Xiên là gì? Tươi ha, giống như cá tươi mình gọi là xiên nhĩ ha, là cái chữ này ghép với chữ cá, đây là xiên nhĩ. Xiên nhĩ ha.
Rồi, tiếp theo ha. Ở đây là cái bộ ngư luôn ha. Ngư rồi ở dưới. Alo ma, chưa? Hậu. Đoạn tiếp theo ha, cái chữ này là sa ủy ha, sa ủy. Ở đây cái từ đó là cái từ, từ này là từ cát này ha, cát là sa ha. Rồi ở dưới là cái chữ cá. Thì đối với cái tên của cái loại cá, nó là tên của một loại cá ha. Thì khi mà mình đi á, đi vào những cái quán ăn á, để trong cũng quá thì mình sẽ ưa thấy cái loại cá thì ăn nó được để cũng bị hạ sỏi. Nó biết là gì, hơi bị nhiều nét hả? Sa dĩ tức là con cá mập đó hả? Rồi bây giờ mình tiếp. Rồi tính xong cái chữ ngư rồi mình đến chữ vũ ha. Vũ thì là mưa nha. Mưa. Giống như là trời mưa ha, nó giống như cái trời đó, cái bầu trời đang mưa ha. Từ cái cạnh này mình sẽ dài ha, mình dài ra nó bao trọn. Chữ điền lỷ thì là lôi, tức là sấm sét á, sấm sét á, tà lỷ là có sấm sét. Rồi tới chữ này là chữ liễn hạ, liễn liễn là con số không ha, liễn số không. Tiếp theo đến với chữ suy ha, suy yếu là cần thiết ha.
Rồi, chữ cuối cùng ở đây ha là chữ ha. Asia thường cái tên này là gì, tên 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 Hà của người ta á. Tên Hà thì thường là cái chữ này tên này khá nhiều nét ha. Chiến hưởng sĩ hào lắm á. Là mình đến còn vài từ nữa, chắc mình tranh thủ luôn đi, nhanh chứ mà để kịp cho nó xong luôn, vừa xong học bài mới. Đây chữ này là cửa ha, ha, cửa. Rồi từ đầu tiên cũng là nó luôn ha. Ông từ thứ hai của chữ cửa thì là cái từ này đọc là chữ xẻ rồi ha, xẻ chữ xẻ là hai cái chữ khẩu, thì cái này là dép là hai xẻ chữ à, xẻ chữ là dép. Từ này cũng ít gặp cho nên khỏi viết cũng được, chữ này cũng ít luôn. Chữ này khỏi cũng được, chữ này cũng rất là ít gặp. Rồi đến là mình chỉ có chữ đó, xong mình đến với chữ xong. Chữ này là chữ cốt ha, cốt là cù, cù là cốt tức là xương cốt á. Là chữ này là chữ cù, thì cái bộ này á đa phần nó đứng bên trái hoặc là bên phải ha, thường hai cái vị trí của nó. Cái chữ cù này á, đối với những từ đằng sau này á thì nó cũng rất là ít gặp, cho nên cái này mình hỏi viết cũng được ha, tại vì những cái từ này nó cũng là chẳng qua những cái bộ ở trên mình học rồi, cái mình cũng viết giống vậy, rồi theo thứ tự nó trái phải thì chép viết cái này trước theo nó thôi, chứ nó cũng không có cái gì lạ, nhưng mà có cái chữ ở cái chữ này có chữ cuối này có là chữ quả là ba chấm phẩy. Trơn trượt đó ha. Rồi. Cô vừa ói sao này? Rồi, chữ này là chữ quỷ ha. Quỷ là gì con ma? Đây mình có thể viết mình dễ chờ, nó kéo thẳng xuống luôn cho nó liền nét thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đá lên. Chữ này thì những cái chữ đằng sau này thì như rất là ít gặp ha. Mình học bài hát chúng ta SK3 thì nó cũng ít sử dụng những cái từ này ha. Cho nên mình viết một từ này để mình viết được ha. Những cái từ kia nó cũng tương tự thôi. Ở đây mình có thể viết theo cái cách này nè. Để mình kéo đây xuống. Đó, nó liền nét nó sẽ đẹp hơn. Quỷ. Giống như người ta thường nói như mình nói là cái câu là chiên quỷ ha. Các bạn mà gặp ma hả ha, chiên quỷ. Cái cách này là cái cách phồn, cái phồn thể nha, dạng thể thì mình viết như vậy. Cái chữ này là cái chữ cố phồn thể, cái dạng thể thì mình kéo hai anh luôn. Chiên quỷ gặp ma. Hào lắm á. Chiến hưởng hào lắm á. Rú trưởng hào lắm á. Rú trưởng cái bài hôm trước của em á, em chụp hình cho chị đi để chị sửa luôn nè. Rồi bây giờ mình còn vài phút mình sửa cái bài đó luôn nha. Dạ, bài hôm trước là có biết cái mà, là kiểu
À rồi thôi vậy bữa nay em bổ sung luôn đi rồi rồi gỡ luôn ha. Của Nguyễn Hằng à, với chuẩn thì chung là những cái từ này cũng tôi nói ha. Cái chữ đậu này nó hơi kỳ tí xíu nha, mình để cái từ này. Rồi cái chữ của Nguyễn Hằng nè, chính hợp để ý cái chữ tô này nha. Đây, chữ tô là cái chữ đậu này nè. Nhớ là cái chữ đậu này, cái này có thể là phải là do em biết cái nó bị lộn, cái em hơi bị đồ đó, đúng không? Chứ theo đúng cái nguyên tắc cái từ này nó sẽ là như vậy. À, rồi nó vậy ha. À, còn đây thấy cái nét ở đây là nó hơi bị dài ra ha, nó không bị dài ra thì nó sẽ không thành cái chữ khẩu. Đúng không? Cái từ này tại vì em bị sai, bị dư, cái nét nó hơi bị lố đúng không? À cho nên em gạch bỏ để mình viết dễ, nhiều khi mốc mình lâu ngày mình dòm lại mình dễ bị lộn lắm, cho nên mình sẽ nhớ là nó là ở đây là cái chữ khẩu nha, nó không có cái gạch nó dài, không có gạch nó dài nha, dài hơn cái chữ này gì đâu ha. À, nó chỉ là bình thường vậy thôi, mình sửa lại đi để mình quên cái nguyên tắc đó, nó vậy đó mới là chữ đậu, còn nếu mà nó thẳng vậy là nó sẽ bị sai sai từ luôn. À, xin tha thử gì và những cái nét khác thì ok rồi. Cái chữ này à, rồi ở đây chắc nó hơi nhỏ với mình này. Nhớ là cái nét này nó phải thẳng lên trên luôn nha, tức là cái nét nãy mình vừa mở học đây nè, à, nó như vậy nó thẳng lên đây luôn ha. Hai cái nét này trong vở em là nó chỉ thấy nó giống như là có vậy thôi nè, nó không có nó vậy đúng không? Trong tập em coi phải nó vậy không? Có thẳng lên đây luôn không? Chiến hợp là em chỉ chạm cái gạch thứ nhất thôi đúng không? À như vậy là mình chỉnh lại nha, là sai nha, nó phải thẳng ở bên đây luôn, thẳng lên trên luôn nè, thẳng lên trên luôn, kéo xuống ha, chứ nó không phải dừng ở đây đâu, nó phải là thẳng lên trên luôn ha. Cái này em sửa lại nha, cái những cái từ sau từ này thì em đúng rồi nè, nhưng mà cái chữ từ này cũng đúng, nhưng mà cái đằng trước đây là cái này sai, cái bộ phẩu của nó là phải kéo từ trên xuống luôn à, nhưng mà nó không được đi qua nha, nếu mà đi qua vậy là sai nha, chỉ từ ở đây từ chỗ này thôi, đây ha. Họ nhớ là nó có trên với dưới dạng như chỗ đó thôi, không có gì khác. Thôi chị thì buổi học của mình sẽ kết thúc ở đây ha, buổi sau thì mình đã phần viết chữ xong rồi, tuần sau thì mình sẽ vào để mình học cái bài đạp thoại luôn ha. Hào, chúc đại gia周末愉快. À, Rú Trưởng, chị đã ăn rồi mà. À, ăn, à, tiếng đồng mà. Tiếng đồng mà. À, đúng rồi. À, Hải Mỹ.